Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thẳng tay loại người làm điều bất ngờ sau trận thua Dubai City, cả châu Á thán phục. U20 Việt Nam đã để thua 0-1 trước Dubai City ở trận giao hữu cuối cùng trước thêm vòng chung kết U20 châu Á 2023. Thất bại này giúp thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thu lại nhiều bài học cho đấu trường châu lục. Dù thất bại nhưng màn trình diễn của U20 Việt Nam là rất tích cực. Các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu đầy tự tin trước đối thủ mạnh, tạo ra được nhiều cơ hội, song vẫn cần phải cải thiện nhiều khâu dứt điểm. Đáng chú ý, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người từng đội U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup 2017 với Liễu Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức đã đưa ra quyết định vô cùng bất ngờ. Theo đó, vị thuyền trưởng U20 Việt Nam đề xuất huấn luyện viên Dubai FC đưa một số cầu thủ khác vào thay thế, chơi đủ 11 người trước khi một người trước đó đã bị trọng tài rút thẻ đỏ. Cụ thể, ở một pha phạm lỗi ở phút thứ 69, đội bạn đã dính một thẻ đỏ, nhưng vị huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn yêu cầu đội bạn chơi tiếp tục sử dụng 11 cầu thủ. Trước đó, chính cầu thủ bị loại này chính là người đã khiến cho Quất Văn Khang phạm lỗi trong vòng cấm mang về quả 11m để cho Brau ghi bàn duy nhất trong hiệp 1. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, chúng ta áp đặt trận đấu lên phần sân của đối phương. Tất nhiên, mỗi trận đấu, mỗi đối phương sẽ có những điểm khác nhau. Dubai FC có nhiều cầu thủ lớn tuổi hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết kết quả trận đấu không phản ánh được diễn biến thực tế. Ngoài ra, ông cũng hoàn toàn hài lòng khi toàn đội đã kiểm soát toàn độ thế trận, các vị trí thử nghiệm cũng đã thi đấu tốt. Chiến lược gia của U20 Việt Nam cũng cho rằng các cầu thủ sẽ học hỏi được nhiều điều sau hai trận giao hữu này. Thông qua hai trận đấu giao hữu, U20 Việt Nam đã có những bài học về chất lượng thi đấu, thái độ thi đấu. Tôi cho rằng các em rất có kinh nghiệm trong việc giao hữu như thế này. Sau bài test với Dubai FC, U20 Việt Nam tiếp tục giao lưu tại UAE thêm 2 ngày nữa. Ngày 26 tháng 2, toàn đội sẽ di chuyển sang Uzbekistan để tranh tài, diễn ra từ ngày 1 tháng 3 cho tới ngày 18 tháng 3. Trước khi bước vào vòng chung kết U20 châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phải gạch 7 cái tên trong số 30 cầu thủ. Nói về điều này, ông cho biết, 30 cầu thủ qua đây đều xứng đáng, không phải bây giờ mà nhiều ngày trước ban huấn luyện đã ngồi bàn bạc với nhau xem ai là người được ký vào danh sách 23 cầu thủ. Điều tốt nhất tôi muốn nói với các em là tương lai còn dài, ban huấn luyện chọn cầu thủ phong độ tốt nhất, làm sao đóng góp cho toàn đội một cách tốt nhất trong giải đấu tới. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng lập cột mốc lịch sử khi dẫn dắt đội tuyển U20 quốc gia lần đầu tiên vào vòng chung kết giải U20 FIFA World Cup 2017. Lứa tuyển thủ U20 quốc gia thời điểm đó bao gồm Hồ Tấn Tài, Phan Hậu, Đình Trọng, Đức Trinh, Tiến Linh, Tấn Sinh và Đỗ Thanh Tịnh cũng là những gương mặt gặt hái được nhiều thành công. Trong lần trở lại với cương vị vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U20 Việt Nam vào tháng 10 năm 2022, ông Hoàng Anh Tuấn tiếp tục hướng tới mục tiêu tái lập thành tích tham dự vòng chung kết giải U20 FIFA World Cup 2023 diễn ra vào tháng 5 tại Indo. So với thế hệ từng tham dự giải 2017, lực lượng đội tuyển U20 Việt Nam kỳ này không có nhiều tuyển thủ đạt trình độ, chất lượng chuyên môn cao. Về việc kết hợp các học trò thành một khối vững chắc, đây sẽ là một thử thách đầy khó khăn cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Để chuẩn bị cho vòng chung kết giải U20 châu Á 2023, cũng là vòng loại U20 FIFA World Cup 2023, đội tuyển U20 Việt Nam đã hội quân chính thức và tập luyện từ ngày 28 tháng 1 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ trước khi sang Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, đội tuyển đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu sắp tới. Dù vẫn còn một số điểm chưa hài lòng nhưng tôi đánh giá cao sự cố gắng và quyết tâm của toàn đội. U20 gồm những cầu thủ trẻ nên mục tiêu chính của ban huấn luyện vẫn là đào tạo và tuyển chọn ra lớp kế thừa. Đinh Xuân Tiến, Văn Cường, Hoàng Phi, Quốc Việt, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Việt là những cầu thủ có chất lượng chuyên môn cao. Được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao, xây dựng là nòng cốt trong đội hình thi đấu vòng chung kết U20 châu Á sắp tới. Tuy nhiên, nhóm này không để lại dấu ấn cũng như là không thể hội quân từ những ngày đầu tập luyện. Trong danh sách triệu tập, đội tuyển U20 quốc gia chuẩn bị cho vòng chung kết U20 châu Á 2023, không có nhiều cầu thủ được tạo điều kiện chơi bóng trong môi trường quốc nội là V-League. Một số cầu thủ từng khoác áo đội tuyển cấp độ trẻ nhưng tham dự quốc tế còn hạn chế. Vòng chung kết U20 châu Á 2023 có 16 đội tham dự, chia 4 bảng, thi đấu từ ngày 1 tháng 3 tại Uzbekistan. Kết quả bốc thăm đưa Việt Nam cùng bảng với Qatar, Úc, Iran. Để giành quyền tham dự vòng chung kết giải U20 FIFA World Cup 2023, U20 Việt Nam cần lọt vào top 4 chung cuộc. Trường hợp đội chủ nhà Indo nằm trong số này, 4 đội thua ở tứ kết sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp để xác định tấm vé còn lại. Các đội U20 Qatar, Iran, Úc đều là những đội vượt qua vòng loại với ngôi nhất bảng, nhưng ấn tượng hơn cả là 3 đội đều nằm thắng tuyệt đối trong vòng bảng, điểm số cao nhất. Còn với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta là đội duy nhất tham dự bằng vé vớt. Trận chung kết vòng bảng với đội chủ nhà Indo, đội U20 Việt Nam dù dẫn trước đối thủ 2-1 nhưng cuối cùng đã để thua ngược đáng tiếc 2-3, rơi xuống nhì và có một tấm vé vớt.
Đến với vòng chung kết U20 châu Á, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn xác định lớn và phải lạc quan vì ở cấp độ bóng đá trẻ không có sự chênh lệch. Nói về ba đối thủ cùng bảng, Việt Nam là đội trẻ nhất và từng bị đánh bại tất cả. Úc, Qatar từng là bại tướng của U20 Việt Nam tại Thường Châu. Năm 2018, Iran cũng đã từng U23 Việt Nam đánh bại 4-1 tại Asian. Năm 2014 ở Incheon, Hàn Quốc. Năm 2016, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt U19 Việt Nam sang Bahrain tham dự vòng chung kết châu Á, đánh bại đội chủ nhà Bahrain. Này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục dẫn dắt đội trẻ U20 Việt Nam thực hiện những điều mà ông đã cùng thế hệ Quang Hải, Tiến Dũng làm cách đây 7 năm. Lực lượng U20 Việt Nam hiện nay khá là chất lượng với những cầu thủ dẫn dắt như Văn Khang, Văn Trường, Văn Tú, Đình Bắc. Tuy nhiên, cái khó của hiện nay là đội trẻ Việt Nam không thực hiện theo kế hoạch cọ sát. Vòng chung kết U20 châu Á diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 3. Do trước khi đến đất nước Trung Á tham dự giải, U20 Việt Nam có chuyến tập huấn tại Trung Đông và đánh giá giao hữu với U20 Saudi. Trong điều kiện khó khăn chung của các đội trẻ thì U20 Việt Nam có hai trận giao hữu chất lượng như thế này là rất tốt và bổ ích. Đối với bóng đá trẻ, nó luôn chứa đựng những điều bất ngờ và ngay trong bảng B, với đội Iran, Qatar, Úc, tất cả có thể là những ứng cử viên vô địch của giải Việt Nam hoàn thành mục tiêu đầu tiên, đó chính là vào tứ kết. 7 năm trước, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sở hữu lứa cầu thủ U19 tài năng, tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam bằng chiếc vé tham dự World Cup trẻ, nay là các trụ cột của đội tuyển quốc gia. Giờ đây, đội tuyển U20 này cũng có rất nhiều cá nhân xuất sắc, đã cùng nhau nhiều giải và thậm chí thi đấu trong màu áo U23. Hy vọng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục tạo nên điều bất ngờ bằng chiến tích vào mùa hè năm nay, để đội tuyển trẻ của chúng ta tiếp tục thể hiện kỳ tích World Cup U20 như đã làm cách đây 7 năm.